ra đang làm phở đỏ các bạn. Đấy. Chào các bạn đến với kênh YouTube của Hải nhá. Hôm nay thì Hải lại tiếp tục đi chợ phiên ghi hình các bạn. Hải đang có mặt tại chợ lớn nhất Tây Bắc, đó là chợ Bắc Hà. Đang đứng ở khu vực chợ chó. Và nhiệm vụ hôm nay của Hải thì sẽ đi ghi hình, chia sẻ cho mọi người xem chợ phiên vùng cao, đặc biệt là ở chợ Bắc Hà, xem có cái gì đặc biệt thú vị nhất, thảo dược hoặc là cái gì đó đặc biệt. Và Hải sẽ ghi hình chia sẻ cho mọi người. Và bây giờ thì Hải xin mời các bạn cùng đi khám phá chợ phiên cùng với Hải nhá. Và bây giờ thì Hải xin mời. Rồi, ok các bạn nhá. Ngay đầu cổng vào chợ văn hóa thì Hải đang đứng ở khu vực chợ gia súc. Mình thấy ở đây là người ta bán rất là nhiều. Ở kia thì hình như người ta bán con gì đó. Mình quay cho các bạn xem nhé. Ồ, đây có mấy con gà nhỉ? Đôi 4-6 con. Cái này gà tre hay gà rừng anh? Con này F1 đúng không anh? À, gà rừng lai, gà lai các bạn, lai gà rừng. Con này đẹp lắm. Rồi. Ok. Rồi, đây là anh ấy bán nhá. Có. Tiếp tới là khu vực người ta bán chợ chó các bạn. Đây là những hình ảnh chân thực nhất ở trên chợ phiên. Bác này đang bán cầm trên tay bán một con gà nữa này các bạn này. Con này bao nhiêu tiền bác ơi? Con này bao nhiêu tiền? Hả? 150 một cân các bạn. Bà đang ôm một con gà. Con này gà là gà trống nhá các bạn nhé. Bà đang giao với giá là 150 một cân. Đấy, bà người Mông các bạn. Đấy, bên này thì mình thấy là người ta cũng bán rất là nhiều gà này. Nói chung là hôm nay thì phiên cuối tuần, mọi người đi chơi du lịch khám phá trải nghiệm rất là nhiều. Và kỳ này là vào kỳ nghỉ hè nữa các bạn, nên là mọi người đi chợ khá là đông. Chơi cũng đông và đi chợ cũng đông các bạn. Đấy, sọt này. Như đây có một con chó Mông này. Có một con chó Mông anh này bác này mua này. Đấy. Mình thử hỏi xem là bác này mua con này với giá bao nhiêu nhá các bạn nhé. Đây. Ôi, con chó này rất là đẹp nhá, chó Mông đỏ đấy các bạn nhá. Đấy, xu đỏ. Đẹp chưa? Đây. Bác mua con này bao nhiêu tiền đấy bác ơi? 500. Con này cơ mà? 500. Con chó này mà? Con gà 300. Con này 500 làm gì? 5 triệu à? Con này phải rơi 5-6 triệu mà. 5 triệu, đấy, bác trêu bạn. Con đấy rơi vào tầm 5-6 triệu nha các bạn nhé. Bác ấy trêu vậy. Chợ rất là đông mọi người ạ. Bây giờ thì các bạn có thể thì nhìn thấy là lần lượt các mọi người đi chơi, rồi một số người bán các mặt hàng các bạn. Rất là đông, đang đứng ở trên cầu đây. Và khu này mình thấy là người ta bán cả mận này các bạn này. Đây này, người ta bán cả mận này. Cháu chào bác nhá. Cái này mận bác mới hái buổi sáng à? Ồ, mận này tươi ăn ngon và giòn nhỉ. Này nhìn cái bác, các bạn này nhìn thấy cái lá này các bạn ơi. Nhìn cái lá nó vẫn còn tươi nhá, cháu xem tí nhá bạn nhá. Đây này các bạn này. Đấy, lá vẫn còn cái xương ở trên cái lá này. Mận này là mận tâm hoa ở chính gốc ở Bắc Hà luôn nhá các bạn nhá. Ví dụ loại này bao nhiêu tiền cân bà? 30-40 nghìn một cân. Cái này là loại quả to rồi nhé các bạn nhé. Đây, sáng ra bà vặt rất là nhiều. Đấy, bà đang bán ở ngay cái đầu cầu đấy các bạn. Xin chào nhé. Thế à? Chợ Lùng Phình à? Anh bảo anh mua, anh bảo hôm nay anh bảo anh mua quả mít cho bạn này, cứ hốt
À đúng rồi, quả mít 15.000 một cân đúng không nhỉ? À. Rồi sorry vì nhiều việc quá không nhớ. Nhưng mà hôm nay có bán được không ạ? À thế bán được là tốt rồi, tưởng ế mang về này lại là nguy hiểm lắm. Vâng vâng. À, hải bảo thắng ạ. À, một bạn gái người Mông này rất là xinh nha các bạn nhé. Linh à, phải em tên là Linh nhỉ? À, đúng rồi Linh. Đấy, mình nhớ dài phết đấy các bạn. Đây bạn ấy đang bán, bạn ấy đang bán mấy con chó rất là đẹp nhé. Bây giờ mình quay chia sẻ cho các bạn một đoạn thôi, tí nữa mình sẽ lên trên kia các bạn. Con này nó đang quý bạn ấy sao này các bạn này. Con này bao tiền này em? 5 triệu nha các bạn nhé. Này, một em chó này, cái này thì gọi kiểu gì được nhỉ? Nó nhiều màu này này. Có tên gì không? Không có tên cụ thể à? À đây. Đấy, các bác mua thì chó qua ủng hộ cho bạn Ninh nhá. Bạn ấy chuyên ngồi ở cái đầu cầu này. Một em gái đang học cấp 3 các bạn. À, đây là khu vực người chợ gia súc nhá các bạn nhá. Chúng ta đang đứng ở khu vực chợ chó Bắc Hà. À, đây là khu vực rất là nổi tiếng mà rất là nhiều người lên đây người ta đi mua và cũng như là đi trải nghiệm. À, những hình ảnh rất là chân thực ở trên chợ phiên các bạn. Mình sẽ đi hỏi cho các bạn xem tham khảo một số các loài chó ở trên này nhé các bạn nhé. Cả chó thường và chó đắt tiền nữa các bạn. Đây chúng ta sẽ ra ngoài này một tí các bạn. Ở đây rất là nhiều nhá các bạn nhé. Này nhìn này, có cả chó trắng chó đen. Đây là dòng chó thường nhé các bạn nhé, nhưng mà nó rất là đẹp. Hình như là con này có con cọc thỏ các bạn ơi. Con này là giống gì em? Dạ chó thường đấy. Chó thường là chó gì? À, chị ơi con này bao tiền à? 2 triệu à? Cái này cọc thỏ nhỉ? Cọc thỏ này. Sao gọi là chồng thỏ? Cọc thỏ có nghĩa đuôi nó ngắn như con thỏ, gọi là cọc thỏ. Cái giống vậy thì nó là giống chó gì? Gọi là xù lui ở Bắc Hà thôi chứ chưa phải dòng chuẩn. Không dòng trò chuẩn thì nó bên kia kìa. Đấy, đây đây. Mắt nó phải lâu lâu. Con này mấy trăm à? Triệu rưỡi. Triệu rưỡi à? À, 4 mắt triệu rưỡi. Con này nó đẹp, giống chó Bắc Hà đúng không? Nó đẹp đấy, cũng đẹp. Nó điểm rất đẹp, nó không phải giống mà. Nói chung là dòng chó thường cũng nuôi ở Bắc Hà cũng được. Nhưng mà chó thường ấy. Về, chó Bắc Hà thì phải bên kia. Mặt nó đấy cơ đúng không? Mặt nó lâu lâu rồi. Chồng chó Bắc Hà là có chó người Mông đấy. Là nó đỏ. Đúng không? Ok các bạn nhé, trên kia thì người ta bán rất là nhiều. Bây giờ thì mình sẽ đi quay một số hình ảnh cho bạn xem nhé. Đây này các bạn này, bên này thì là người ta bán. Thôi, mình sẽ hỏi bên này tiếp các bạn nhé. Hỏi bên này tiếp một số dòng chó thường để cho các bạn xem nhé. Và người ta đang chuộng là những cái con nào nó cọc các bạn. Ví dụ như con này là gọi là cọc tịt này các bạn này. Một em chó đen cọc tịt. Con này bao nhiêu tiền bác? 6 triệu à? À, một em chó đen. Đấy. 6 triệu nha các bạn nhé, con này cọc tịt này. Đấy, rất là nhiều người bán nhé, buổi sáng bà con mang ra đây bán rất là nhiều các bạn. Ở đây thì có mấy con chó đắt này, đấy, chó xù đỏ này các bạn này. Ví dụ con này bao nhiêu tiền đấy bạn ơi? 6 triệu rưỡi này, con to này cũng thế à? Bạn ấy có 3 con to xù rất là đẹp này. 6 triệu rưỡi một con chứ còn ba con. Đây. Đây em sẽ đi. Đây mình quay cận cảnh cho mọi người xem nhé. Đấy. Đây gọi là chó ở Bắc Hà đẹp này các bạn, chó chuẩn này. Đấy. Có nhiều con ấy còn giá cao hơn các bạn. Nhưng mà bạn ấy có 3 con chó Mông rất là đẹp. Được
Ok các bạn nha, chúng ta vẫn đang đứng ở chợ, khu vực chợ chó. Bên này này các bạn này, bên này thì có một số con chó đẹp hơn này. Đấy, chó đắt tiền hơn. Chúng ta đang đứng ở khu vực chợ gia súc. Và bây giờ thì Hải sẽ lên trên chợ văn hóa để quay chia sẻ cho mọi người nhé. Và bây giờ thì Hải xin mời các bạn đi nhé. Rồi ok các bạn nhé, chúng ta vừa rời khỏi khu vực chợ gia súc. Và bây giờ thì Hải đang tiếp tục tiến vào khu vực chợ lan các bạn. Hôm nay mình thấy khá là nhiều lan, người ta bày bán rất là nhiều. Đây này, rất là nhiều lan nhé các bạn nhé, lan trên rừng. Và có cả những khúc gỗ này các bạn ơi, khúc gỗ người ta lấy ở trên rừng về. Những cái khúc gỗ mà nó mòn những cái rác ấy, bây giờ nó chỉ còn cái lõi thôi. Nó có những cái hình thù rất là đẹp các bạn. Đây, cái búi lan này rất là to này. Đấy, chưa có hoa thôi nhưng mà nhìn nó rất là đẹp. Đấy, cái này mà lúc nào nó ra hoa thì rất là nhiều nhánh các bạn. Đây, lan này. Hôm nay thật sự là rất là nhiều lan. Đây, cái búi này có hoa này các bạn này. Cái này có phải trầm tím không bác? Đây có một cái hoa màu tím này rất đẹp nha các bạn nhé. Cái này không phải đùi gà, chắc là trầm tím đấy các bạn. Búi này cũng có nhiều này các bạn này. Búi này có nhiều hoa chưa? Đấy. Hoa vàng nha, cái này là hoa vàng này. Rất là đẹp nhé, cái này có lụ này. Rồi ok các bạn nhé, chúng ta đang đứng ở khu vực chợ lan. Hôm nay thì mình thấy nhiều lắm. Hôm nay nhiều hơn phiên trước rất là nhiều nhé các bạn nhé. Đây, lan liệt này các bạn này. Và có một số búi thì có hoa. Ví dụ như cái này có rất là nhiều hoa này. Đấy. Cái hoa này là tên gì đấy anh ơi? Hả? Kinh hoàng á? À, kim thoa. Cảm ơn anh nhé. Kim thoa. Đây, hoa đẹp chưa các bạn ơi? Đấy. Kim thoa. Anh ấy chia sẻ là cái búi này là hoa. Dạ. Cái này họ bảo kim thoa. Kim thoa. Kim thoa màu vàng đấy ạ. Kim thoa màu vàng. Vâng. Vàng, long nhãn thì đen. À vâng. Nói chung là nếu mà chúng ta không biết thì chúng ta có thể hỏi các bạn. Rồi ok, bây giờ thì là mình sẽ lên trên này một tí các bạn để xem. Đây này, trên này rất là nhiều các bạn. Đây này, người ta bán rất là nhiều. Ở đây thì có một cây tam thất rừng các bạn này. Cây này không biết là mấy lễ này. Đấy. Mình thử đếm cái này xem bao nhiêu lễ nhé. Đôi, 4, 6, 8 lễ các bạn. Nhất diệp nhất chi hoa. Thất diệp nhất chi hoa, tam thất rừng các bạn. Ở cái cây này là người ta trồng ở trong cái chậu này rồi. Và đây có một số cái rễ này, cái cây tầm gửi ở trên cây nghiến các bạn. Đấy, chữa bệnh đau lưng rồi nhức mỏi cơ thể này. Ở đây mình thấy là người ta bán cả búi sâm đá này. Đấy, sâm đá nhé các bạn nhé. Khu vực này người ta bán rất là nhiều các bạn. Bây giờ thì mình sẽ sang bên này, mình quay cho bạn một tí. Đây này các bạn này. Ở đây là mình thấy là người ta bán cả cái dây bổ máu này. Đấy, mình sẽ quay lần lượt chia sẻ cho mọi người nhé. Đây là dây bổ máu này các bạn này. Cái này để chữa bệnh thiếu máu, hoa mắt, chóng đầu này. Đấy. Và đây thì có một loại quả rất là đẹp nhé các bạn nhé. Quả thanh mai hả cô? Đấy. À đây đây.
Đây là quả thanh mai. Ôi, nhìn màu tròn đẹp nhỉ các bạn nhỉ. Này. Chua vãi trưởng à? Chua à cô? À. Cái này là ăn là chua. Này. Mình chưa ăn thử các bạn nên chưa biết. Nhưng mà chua lắm. Vâng. Cho em xin một quả nhá. Ôi giời ơi, sao mà chua đến thế? Ăn 10 quả. À, ăn 10 quả. Mình sẽ thử xem nó có chua không nhá cả nhà nhé. Ừ. Cái này ngâm rượu cũng được nhỉ? Ngâm rượu là ngâm đường. Ờ. Là làm nước đường à? Cái này là ngâm đường, ngâm rượu được đấy. Một cân đường. Quả này thì ăn là chua nhưng mà kiểu chấm súp. Chấm súp này ăn rất là ngon các bạn. Quả thanh mai à? À, thanh mai. Nói chung là ăn rất là ngon nhé cả nhà nhé. Mình ví dụ ai mà thích ăn chua xong chấm súp thì ăn rất là ngon. Và mình nhìn thấy loại hình quả rất là đẹp. Thật sự là nhìn thấy màu mè rất là đẹp các bạn. Màu đỏ xong phớt trắng. Đẹp nhỉ. Và cái cây của nó đây này các bạn này. Anh chia sẻ cái cây này. Đây. Và đây. Ví dụ cái cây này là bao tiền anh? 100.000 cũng rẻ nhỉ. Đấy, các bạn mua thì các bạn có thể lên Bắc Hà các bạn chọn rất là nhiều loại các bạn. Đây, cây thanh mai, cái quả đấy, đẹp thật đấy. Đẹp thật sự luôn đấy. Ở bên này thì mình thấy anh bán cả cây gần mật gấu này các bạn ơi. Đấy, cây mật gấu này. Cái này người ta bán theo cái khúc này nhá các bạn nhá. Ví dụ 20.000 một đốt hoặc là 30.000 một đốt chẳng hạn, 50.000 một đốt chẳng hạn, tùy vào size nhá các bạn nhá. Hai mươi nghìn bò đây đấy ạ. À, đấy rất là rẻ nhé các bạn nhé. Đây là cái hoa của nó nhé các bạn nhé. Đấy. Cô ở Hà Nội hay ở đâu cô? Hải Phòng ạ. Các bác ở Hải Phòng đi du lịch ở cuối tuần các bạn. Ở cái cũng 20.000. Anh cứ bán 20.000 cái này. Cũng 20.000 bó rẻ nhỉ. Đấy con này làm rẻ. Đấy 60.000 ba bó. Mà nó đang có hoa này các bạn. Rồi chúc anh bán đắt hàng nhá. Đấy, anh ấy đang bán rất là nhiều hoa lan và đang bán rất là chạy các bạn. Ở bên này thì là mình thấy là người ta bán cả cái cây bổ máu à, cây thăng cố các bạn. Đây là cái cây lá thăng cố này để cho vào thăng cố này. Và đây là khúc bổ máu này cả nhà này. Và bên này có cả vải này. Đấy, những chùm vải rất là to và nhìn rất là đẹp mắt. Vải này nó cũng rẻ thôi các bạn, bởi vì là bây giờ thì nó rơi vào giữa mùa rồi. Nên nó cũng rẻ. Tầm 15.000 20.000 một cân. Rất là rẻ nhá. Và nhìn rất là đẹp các bạn. Ở bên kia kìa, rất là nhiều lan nhá. Nhưng mà các bạn muốn biết chi tiết cụ thể thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn vào một cái video riêng các bạn. Đấy, video này mình chỉ đi lướt qua để quay cho mọi người biết là hôm nay thì rất là nhiều lan thôi. Còn video sau mình hứa với mọi người là mình sẽ quay chi tiết từ A đến Z các bạn. Nhưng mà cái này chữa bệnh gì không ạ? Đau lưng à? Hay là nhức mỏi cơ thể? À. À vâng. Chị vừa điệu con và chị bán hàng các bạn. Ở đây có cả thảo quả này các bạn ơi. Thảo quả này. Một rổ, một cái bao thảo quả. Đấy, thảo quả khô nhá cả nhà nhá. Đây. Đây là cái cây thằng cố. Người ta bán rất là nhiều nhá các bạn nhá. Đây rất là nhiều. Nói chung là khu vực đằng này mình thấy là người ta bán nhiều lắm các bạn. Bây giờ thì Hải sẽ sang bên này quay chia sẻ cho mọi người một tí. Còn video chi tiết về chợ Phong Lan mình sẽ hỏi từng loại và vào video sau. Ví dụ đây có một số cây gốc hồng này các bạn ơi. Người ta hay gọi là thường thường là gọi là gốc hồng cổ đấy. Còn đây là những cái khúc gỗ ở trên rừng. Đấy, người ta lên đồi người ta đào và nó mất những cái rác rồi và nó rất
cái lõi của nó rất cứng các bạn. Xin chào. Hôm nay chú hết kẹo rồi. Vừa cho hết rồi. Tí nữa nhá. Ok các bạn nhá. Đây có gốc hồng to chưa này các bạn ơi. Đây là cùng một búi luôn à. Ôi, cái gốc này rất là to này các bạn này. Người ta đánh cả búi luôn các bạn. Ví dụ đều búi này bao nhiêu tiền cô? Một cái búi to này này. 300.000 ạ. 300. Bởi vì nó to quá, nó rất là nhiều gốc này. Đấy, rất là to. Thật sự là chợ hôm nay rất là đông mọi người ạ. Mình còn chưa vào chợ chính nhá. Tí nữa mình sẽ vào khu vực chợ chính, mình quay cho tất cả các bạn xem. Bây giờ thì chúng ta tranh thủ ở ngoài này. Mình quay chia sẻ cho mọi người một tí ở khu vực ngoài này, rồi tí chúng ta sẽ vào khu vực ẩm thực xem trong đấy hôm nay có gì phong phú không. Và đây là những con dao các bạn, và mẫu mã rất là đẹp. Đấy, đặc biệt là đi phượt hoặc là đi đâu xa là chúng ta làm con dao nhỏ kia để vào bao lô. Anh ơi, cái video con nhỏ này bao này bao tiền đấy? Này là 80.000. Đấy, đẹp nhỉ các bạn nhỉ. Đấy. Đây dao này anh ấy làm rất là đẹp nhá, nhìn được mẫu. Không biết là dao có bền hay không, nhưng mà mình cảm nhìn cái những cái chuôi là mình nhìn thấy nó khá là đẹp các bạn. Đấy. Đây là cây tầm gửi ở trên cây gạo các bạn. Đây này. Cái này cũng đủ để đun phơi khô, đun nước uống này. Đấy, phong lan có hoa. Thôi, mình sẽ hẹn mọi người chi tiết vào video sau nhá. Video sau mình sẽ quay chuyên về chợ lan. Còn video này thì là mình giới thiệu sơ qua để cho mọi người nắm bắt được là ngày hôm nay thì chợ rất là đông là một. Thứ hai là chợ Bắc Hà những ngày cuối tuần rất là đông. Ở đây này các bạn ơi, đây là khu vực người ta bán mật ong. Đấy, mật ong này có cả mật cả sáp nhé, cả nhà nhé. Đây này, ví dụ như này các bạn, em xem tí anh nhé. Đây này, đấy, cả mật cả sáp này. Ví dụ loại này bao nhiêu tiền cân anh? Đến tầm trăm bao. Đây. Cả mật cả sáp nhé, cả nhà nhé. Đây, đây thế này. Đấy. Đấy. Cứ tầm trăm rưỡi. Từ trăm ba đến trăm rưỡi nhé, cả nhà nhé. Nó tùy vào từng loại mật nữa cơ. Nhưng mà đây là mình đang báo giá bình quân các bạn. Đây này, ví dụ như chị này có cái chậu cả mật cả sáp này các bạn này. Đấy. Ở đây nó hơi chật cả nhà. Cái này là ông ở trên núi đá hay là mình nuôi ạ? Đá đấy. Đây là ông khoái hay ông ruồi nhỉ? Ông ruồi nhỉ? Vâng. Đấy. Trong cây, trong cái loại này cũng tầm 130 đến 150 nhỉ? Vâng, đây. Đấy, đây là cả mật cả sáp nhé các bạn nhé. Đấy, các bác bán rất là nhiều, các bạn lên trên này mua thì các bạn ủng hộ nhé. Đây, bác này có chậu này, nói chung là khu vực này là đa số là người ta bán mật ong các bạn. Đấy. Chợ hôm nay cực kỳ là đông cả nhà, mình không biết là giới thiệu cho mọi người như thế nào, nhưng mà mình thấy là chợ hôm nay rất là đông. Đấy, bên này thì mình thấy là mật ong rất là nhiều này, cả mật cả sáp này. Đấy. Đây này, bác này có rổ mật lon này các bạn này. Cái này tầm trăm mấy anh? 200 ạ? Ong gì đấy? Ong ruồi nhỉ? Cái này là gọi là mật lon nhỉ? Hoa? Đúng rồi. Do nó ong nó hút ở hoa nhỉ? Nó sen đấy. Dạ đúng rồi, già nó vẫn trắng này. 200.000 một cân cả. Đấy, bác này có chậu này. Nói chung là khu vực này người ta bán mật ong rất là nhiều nhé. Từ đầu kia đến đầu này mình thấy là người ta bán rất là nhiều. Cứ tầm từ 120 đến 150. Và có một số mật thì người ta bán đến 200 các bạn. Đây, như anh này cũng có một rổ, có một xô sơn các bạn, đựng mật.
Rồi ok các bạn nhé, bây giờ thì Hải sẽ mời các bạn lên trên khu vực ở trên chợ chính, đó là chợ dược liệu. Hải sẽ quay chia sẻ cho mọi người. Ở đây thì cũng có một số bác bán dược liệu nhưng mà nó ít hơn so với ở trên kia. Bây giờ thì mình sẽ lên trên kia quay chia sẻ cho mọi người. Chợ này đông thật đấy các bạn. Chợ hôm nay rất là đông nhé. Bạn này có con gì đấy? À, từ nhá bạn ơi. Đây. Cho anh xem thì con này con gì đấy em? À, dìa hâu á. Ô có một con bị lăn à? Đây. À, chân nó đè lên tưởng này. Dìa hâu bao nhiêu tiền con? 150 một con. Dìa hâu nhá cả nhà nhá. Đây. Rồi ok, cảm ơn nhá. Bây giờ thì Hải sẽ lên trên này tiếp các bạn. Lên trên này để quay chia sẻ cho mọi người. Chợ rất là đông, cực kỳ là đông các bạn. Và rất là nhiều đồ để muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn xem. Khu vực đằng này thì là mình chủ yếu là mình thấy là người ta bán gia vị Tây Bắc các bạn. Bao gồm có như kiểu hạt dổi này. Đấy, đây là hạt dổi nhá. Đấy. Hạt dổi này các bạn ơi, người ta đóng từng túi này. Đấy, thảo quả này. Đấy, đây là mắc khén này. Đấy, đây là hoa hồi này. Còn bây giờ thì mình sẽ lên trên này các bạn, rất là đông nhá. Các bạn có thể nhìn đường đi này, cực kỳ là đông luôn. Hôm nay là ngày cuối tuần đầu tháng 6 các bạn. Mọi người đi chơi, đi du lịch rồi đi chợ rất là nhiều. Có khi là mình đi là vướng các bạn. Đây, ngô đúc này cả nhà này, ngô đúc này. Đúc ngô. Đấy, xôi của cô này. Đấy. Cô mua đi. Vâng. Cô mở hàng đi. Cô chưa mở hàng à? Ừ. À. chưa mở hàng mà hết đỏ rồi đây nữa. Cô hết một lửa rồi, cô bảo chưa mở hàng, chắc là lúc nào. Vâng. Vâng. Tại vì mình ăn mình ấy mua ấy, chạy cháu vừa ăn sáng xong. Đấy, nói chung là đi chợ thì các cô thì cứ gạ mình thôi các bạn. Cứ thấy mình quay là đi gạ thôi. Đấy. Đấy, đúc ngô này các bạn này. Đấy, màu đẹp chưa này. Đây là phở nữa nhá, cả nhà nhá. Cứ 20.000 một túi. Kể cả bánh đúc ngô cũng vậy. Và bình quân thì nó rơi vào tầm 1 cân. Đấy, trên này thì người ta bán rất là nhiều. Mình sẽ đi quay chia sẻ lần lượt cho mọi người. Và bây giờ thì Hải sẽ mời mọi người lên khu vực chính. Đó là khu vực người ta bán ẩm thực này. Quán ăn đây. Ví dụ như quán này đi. Quán này rất là đông khách các bạn. Và mình thấy ở đây là người ta bày bán cả bánh chưng đen, bánh chưng gù đấy. Và cứ 20.000 một cái thôi, rất là rẻ. Mộc mạc và đơn sơ nhất vẫn là khu vực ở đây các bạn. Đấy, khu vực đường này người ta bán những cái đồ chõ xôi này, rồi những cái gùi này và những cái chổi các bạn, những cái chổi chít, chổi làm từ cây lúa mì. Đấy, và bây giờ thì Hải sẽ đi ghi hình chia sẻ một số hình ảnh ở trên chợ phiên để gửi tới quý vị và các bạn nhé. Đấy, đây là những cái chổi làm từ những cây lúa mì này, rất là đẹp nhé. Và người ta đan này các bạn ấy, nhìn cái cán chổi ấy, rất là đẹp luôn. Đây các bạn này, đấy. Người ta đan rất là đẹp. Và bình quân của những cái chổi này thì nó rơi vào tầm 50.000 đến 60.000 nhá. Chổi quét nhà, quét sân đấy. Còn đây là những cái chõ để đồ xôi. Và mình thấy là có cái chõ to, chõ nhỏ khác nhau. Người ta làm từ những gỗ các bạn. Người ta đẽo gọt đi thì nhìn trông rất là đẹp. Và bên này thì mình thấy có cả một cái vai trâu này các bạn này. Đấy, cái vai trâu để mắc vào vai của con trâu để cày, để kéo. Còn bên này thì mình thấy là người ta bán những cái gùi các bạn. Và những hình ảnh này chỉ có ở chợ phiên hoặc là ở vùng cao thì thường thường hay mới có. Và chúng ta cảm nhận nó rất là mộc mạc, giản dị và trông nó không, mình không biết diễn tả kiểu nào cho các bạn hiểu được, nhưng mà mình thấy là nó rất bình dị và mộc mạc các bạn. Đây là khu vực người ta bán những cái gùi. Đấy. Đây
Đấy, còn đây là những cái cầy các bạn, cái cầy bằng gỗ người ta đóng khung rồi và bây giờ mua về chỉ việc lắp lưỡi vào, lắp dây vào và lắp cái vai vào rồi đi cầy thôi. Rồi ok, chúng ta tiếp tục đi vào bên trong chợ phiên nhé cả nhà nhé. Đi vào trong chợ để xem trong hôm nay ẩm thực có những món gì. Hay là bây giờ thì chúng ta sẽ đi thẳng vào lối này luôn và xem chợ có đông không? À, trong này người ta đi ngày cuối tuần người ta đi ăn xem có đông không nhé cả nhà nhé. Đấy, rất là đông nhé. Đấy, các bác đang uống rượu rất là nhiều. Thì ở đây thì đa số là người ta ăn phở các bạn, ăn phở uống rượu. Rượu đây là rượu ngô nhé cả nhà nhé. Đây là những món thịt luộc. Đây là lợn đen nhé các bạn nhé. Ở ngoài kia thì nó còn nhiều hơn nữa. Và tí nữa thì Hải sẽ ra bên đấy, Hải quay cho mọi người xem. Bây giờ thì Hải sẽ lên trên này các bạn, lên trên này để review cho các bạn xem. Nói chung là khu vực ẩm thực thì khá là rộng các bạn và rất là nhiều món. Đây là như kiểu các bác cũng đang ăn sáng này các bạn này. Ở trong này nó hơi tối một tí nhưng mà chắc là mình nghĩ là nó cũng đủ ánh sáng để quay chia sẻ cho mọi người. Đấy, ở đây là gà đen nhé các bạn nhé. Thôi bây giờ thì mình sẽ ra bên ngoài các bạn. Ở đây thì nó hơi chật. Mình sẽ ra bên ngoài để mình quay một số hình ảnh để gửi tới quý vị và các bạn, để cho các bạn nhìn cho nó dễ hơn. Ở đây nó hơi chật nên ra nó hơi chậm. Ôi, mình vào được một tí mà đi ra không nổi các bạn. Bởi vì là quá là đông các bạn. Đây là chảo thắng cố nhé cả nhà nhé. Thắng cố này. Ở chợ Bắc Hà thì hầu như là không thiếu một cái gì cả các bạn. Rất là nhiều, kể cả về thảo dược và đặc sản. Cháu chào bác nhá. Và mời nào, mời con ăn xôi nào. Bà hôm nay xôi màu này. Đấy. Mấy màu bà? 7 màu cả. Đấy. 7 màu rất là hiếm đấy nhá. Và bà bán rất là nhiều đồ nhá các bạn nhá. Mình có thể là giới thiệu cho các bạn xem một tí. Đấy, bác ấy bán cả xôi này, cả chẩm chéo này. Còn đây là đồ linh này. Cái món này gọi là chung là món gì nhỉ? Quên rồi. Món giò hầm đúng không? Đây này. Nhìn rất là ngon nhé các bạn nhé. Cái này ở bên trong là có thuốc bắc nhá. Có hạt sen này, đỗ này, rau này, rau ngải này, táo này, táo đỏ này. Nói chung là rất là nhiều gia vị nữa các bạn. Và bên này có cả khâu nhục nữa này các bạn này. Đấy. Ok các bạn nhé, có gì thì các bạn mua thì các bạn có thể là qua ủng hộ cho bác ấy nhé. Đấy, bác ấy. Vâng, thôi cháu còn đi. Qua ủng hộ quảng cáo cho bác là được rồi. Vâng, vâng. Vâng, vâng. Đấy, các bác mua thì các bạn có thể là qua ủng hộ cho bác ấy. Bác bán rất là nhiều đồ và toàn đồ ngon này các bạn. Và đây thì mình thấy là người ta bán cả bánh chưng gù này, bánh chưng đen nhé các bạn. Có 20.000 một cái thôi nhé, 20.000 thôi.
Đấy, còn ở khu vực này là người ta ẩm thực rất là nhiều, đặc biệt là các món ở trên vùng cao như kiểu thắng cố này, rồi kê gà này, rồi trứng non này. Đấy, đây ví dụ này các bạn này. Đấy, đây là kê gà này, và đỏ đỏ bên kia là trứng non các bạn. Đấy, thắng cố thì chắc chắn là không phải bàn rồi các bạn, vì lúc nào cũng có này. Đấy, đấy. Chị. Đấy. Thịt lợn đen luộc này. Ngoài ra thì cái này thì các bạn không thể không nhắc tới, đó là súng ngựa các bạn, hay người ta gọi là chim ngựa đây các bạn. Đấy. Còn khu vực này thì mấy bà bán xôi, xôi màu, xôi thổ cẩm các bạn, đồ lết thổ cẩm. Vâng, cháu phải đi đã, hôm nay nhiều việc lắm. Bánh dày các bạn, đây là bánh dày nhá. Đấy. Bánh dày đủ các loại màu các bạn. Thật sự là hôm nay thì mọi người đi chợ rất là sớm. Hiện tại bây giờ thì mình thấy là quán nào cũng đông các bạn. Và đi đường thì nó đúng là đi rất là chật. Đấy, khu vực hàng bánh này rất là nhiều. Và hàng bánh rán nữa các bạn. Bên này thì là khu vực hàng bánh rán. Các loại bánh rán các bạn. Bánh rán chuối này, rồi bánh rán tròn đây. Rồi cả xúc xích nữa. Rất là nhiều nhé các bạn nhé. Nhìn... nói chung là nhìn rất là thích các bạn. Đây, bánh rán này. Đấy, khoai rán này. Đấy, chuối rán, bánh chuối này. Rất là nhiều. Bây giờ thì Hải sẽ mời các bạn đi tiếp nhé các bạn nhé. Đấy, nhiệm vụ của Hải chia sẻ cho mọi người từ khu vực chợ, từ chợ gia súc, sau đó là từ chợ Lan. Từ chợ Lan này chúng ta nhảy qua khu vực chợ ẩm thực, và từ chợ ẩm thực chúng ta sẽ nhảy qua, bạn chân giữ cho. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ nhảy qua tiếp tục, đó là khu vực thảo dược nhá, dược liệu nhá các bạn nhá. Và những cái dược liệu ở trên rừng các bạn. Ở đây này, cái quán này mình thấy là lúc nào chú cũng bán rất là nhiều và tàn đồ ở trên rừng thôi. Và bây giờ thì Hải sẽ đi chia sẻ một số hình ảnh những cái dược liệu ở trên rừng cho các bạn xem. Bác nhiều người muốn mua. Và chào chào bác nhá, bác ở đâu đến ạ? Bác ở dưới Hà Nội à, bác Phú Thọ à? Hôm nay bác mua được nhiều thế? Bác mua những gì bác thử kể xem nào. Tam thất này, tam thất này, nhiều nhỉ. Hình như là bác xách cả xa Bắc Hà về hay sao ấy. Rồi cháu cảm ơn bác nhá. Đấy, nói chung là bác mua rất là nhiều ở trên chợ các bạn, ủng hộ bà con ở trên này. Bây giờ thì Hải sẽ đi giới thiệu cho các bạn xem một số cái thảo dược liệu ở trên rừng đấy nhá. Đây là khu vực dây bổ máu này các bạn này, dây bổ máu, khúc bổ máu các bạn, khúc bổ máu. Và cái này chị mới lấy nhá, rất là tươi này. Cái này thì chữa về các bệnh về máu như thiếu máu, hoa mắt rồi chóng đầu. Đấy. Có đây này, mình đóng khô đúng không? Ví dụ là loại này bao nhiêu tiền một túi này? Cái này nửa cân nhỉ? Bao nhiêu tiền? Có 50.000 nữa cả nhà nhá, mà chúng ta chỉ việc mua về đun thay nước uống hàng ngày thôi. Đấy, có 50.000. Hôm nào có khách thì em lấy nhá. Đấy, các bác nào lấy dây bổ máu khô, khúc bổ máu khô người ta băm ra phơi khô 50.000 một cân, báo tại chợ nhé các bạn nhé. Còn bên cạnh đó thì chị có cả tắc kè đỏ này các bạn này. Tắc kè đỏ này rất là nhiều này các bạn này, tắc kè đỏ này rất là nhiều. Và những cái đồ này thì cũng để ngâm rượu hết. Và đặc biệt là cho các bác nam rất là thích này. Đấy. Ở trong này thì các bạn có thể ấy, đây này các bạn có thể bấu ra này. Cái này nó còn non, cái đoạn này cuối này, đấy nó đỏ này các bạn này, đấy. Đấy, tắc kè đỏ nha các bạn nhá. Còn đây là củ khúc khắc nhá các bạn nhá. Đấy. Đây là cây tầm gửi trên cây nghiến này anh. Đây. Nhưng mà chủ đạo là chữa bệnh gì anh? Đun nước uống để chữa bệnh dạ dày, đau lưng đúng không, các thứ nhỉ? Tầm gửi ở trên cây nghiến. Tầm gửi to thế nhỉ? Vâng. Thường thường nó bé
Không, nó có mấy loại tầm gửi cơ. Cái loại này to và công nhận là to. Nhưng mà trông vậy nó mềm lắm ạ, chặt dao chặt ra thoải mái. À, đây là cái tầm gửi trên cây nghiến nha các bạn nhé. Ngoài ra thì anh bán cả tắc kè xanh này, vừa tắc kè đỏ, bây giờ là chúng ta nhảy sang tắc kè xanh. Loại này thì cứ 50.000 đấy, hoặc là 40.000, 50.000. Còn đây là ba kích này, ba kích trắng nhé cả nhà nhé. Đây, ba kích này. Ví dụ hôm nay với giá bao nhiêu anh? Ví dụ hôm nay cái loại này thì 50.000 một cân nhé cả nhà nhé. Bởi vì nó tùy từng hôm và tùy từng hôm có nhiều hay có ít và tùy vào người ta đi nhập hàng nhá. Nhưng mà bình quân thì nó rơi vào tầm 40.000, 50.000. Đấy, các bác nào mua thì qua ủng hộ cho bác nhá. Vẫy tay đấy các bác. Rồi, ok, cảm ơn anh nhá. Bác ấy bán ở trung tâm chợ văn hóa Bắc Hà các bạn. Rất là nhiều. Ngoài ra thì bác có cả bên này thì mình thấy là người ta bán cả một búi, một bó này, sâm đá các bạn, sâm đá này. Cái loại này chắc là tầm 1 cân và cái bó này mình 1 củ, 2 củ, 3, 4, 5, 6, 7 củ ở đây các bạn. Sâm đá nhá, cái này để ngâm rượu nha các bạn nhá. Đấy, chủ yếu là các bác trai rất là thích. Đây có trà, chè gì đây? Chè San Tuyết các bạn. Chè này thì để tiếp khách rồi. Khách quý các bạn, khách quý đến nhà. Cái này bao nhiêu tiền một nửa cân này bác? Cái này túi nó một cân chứ nhỉ? Bao nhiêu tiền ạ? 220. Nói chung là chè San Tuyết thì nó có loại 1, loại 2, loại 3. Ví dụ như loại này nó rơi vào là 220 một cân. Chè San Tuyết rất là nổi tiếng, đặc biệt đó là ở khu vực Bản Liền các bạn. Bản Liền là nổi tiếng về chè San Tuyết. Ôi, khu vực này thì đây có cả chè dây các bạn này. Cái này chè dây hả cô? Chè dây bao nhiêu tiền một cân ạ? 50.000. 50.000 một cân. Đấy, đây gọi là chè dây nhé cả nhà nhé. Cũng đun nước uống này, rất là mát cho cơ thể này. Đây là đẳng sâm à? 100.000 một cân. Kia là sâm cắt cánh, còn đây là đẳng sâm nhé các bạn nhé. Đấy. Sâm này. Đấy, rất là nhiều sâm. Sâm để ngâm rượu. Đấy. Đây là đẳng sâm đúng không bác nhỉ? Đấy, đẳng sâm. Còn kia là sâm cắt cánh. Đấy, sâm cắt cánh. Ok các bạn nhé. Mình vừa giới thiệu cho các bạn khá là nhiều rồi. Và bây giờ thì chúng ta nhảy sang một số các dược liệu khác. Và vừa ăn vừa ngâm rượu để uống được. Đó là một dãy sâm đương quy các bạn. Một dãy sâm đương quy. Rất là nhiều và tàn củ to thôi. Đấy, bác đang bán này. Hôm nào bác ngồi đây nhỉ bác nhỉ? Đấy, các bác nào mua thì qua ủng hộ cho bác nhé. Ngày nào cứ đi chợ thì bác ngồi đây. Và hình như là bác chuyên về sâm nhỉ, đương quy nhỉ? Lúc nào mình thấy là bác bán sâm đương quy chính tỏ là bác chuyên về cái này các bạn. Mình có thể giới thiệu cho các bạn là một số cây củ rất là to. Đấy, cái củ này rơi vào tầm 4 nạng. Cái này thì mình giới thiệu cho các bạn rất là nhiều rồi. Các bạn, cái lá thì là các bạn có thể là dùng để xào thịt này, hoặc là cái củ tươi này các bạn có thể là cho vào nồi lẩu này, hoặc là các bạn ngâm rượu cả lá cả củ được hết các bạn. Nó có rất là nhiều công dụng. Sâm đương quy bác. Vâng, rất là thơm. Đấy. Vâng, vừa ngâm rượu vừa ăn được luôn. Vâng. Bên này thì anh này cũng bán này. Đấy, anh này cũng bán rất là nhiều. Sâm đương quy. Ở đây thì mình thấy là có một chị đang bán cả ốc đá các bạn, ốc ở trên rừng ấy, ở núi đá kìa. Đấy. Thôi để cho chị tí dọn hàng xong mình sẽ quay cho quý vị và các bạn xem. Đây là những cái cây tầm gửi ở trên cây nghiến này các bạn này. Tầm gửi trên cây nghiến. Tắc kè xanh. Dây bầu máu. Đây là bó sâm sâm đá. Đây là tắc kè đỏ này các bạn này. Hoa đẹp chưa? Cái này bác mua về hay của bác kia nhỉ? Cái này bán mà. Bây giờ mang đi bán á? Ừ. Hoa đây gọi là hoa gì cháu lại quên rồi. Cháu vừa hỏi nhưng lại quên rồi. Lan gì nhỉ? Cái này đây là lan rừng mà. Vâng, lan ở trên rừng nhưng mà hình như là cháu vừa hỏi nhưng mà cháu lại tên quên rồi.
Đấy, một chậu lan rất là đẹp các bạn, màu vàng. À, 100.000 là một bó đấy. 700.000 á. À chà ta. Vâng, đẹp nhờ cô nhỉ. À. Vâng. Đẹp mà. À, búi lan rất là to các bạn. À, rồi kia các bạn nhé, chúng ta vẫn tiếp tục đang đứng ở khu vực chợ phiên. À, khu vực người ta bán rất là nhiều tam thất tươi và khô các bạn. Bây giờ thì mình sẽ quay chia sẻ cho các bạn một số hình ảnh những cái củ tam thất. Và nói chung là củ tam thất thì nó rất là nhiều loại. Đấy, đây là ví dụ củ này. Đấy, tam thất khô nhé cả nhà nhé. Và nó có loại củ to, củ nhỏ. Có loại thì 300.000, 400, 500. Loại cao nhất thì đây này, loại to này các bạn này. Loại to này thì thường trên 1 triệu cơ. Đấy. Đây này, những loại củ rất là to này. Đấy. Thường thường mình hỏi loại củ to nó rơi vào 3 triệu đến 4 triệu các bạn. Còn anh thì đang đang cân ra từng túi. Nụ hoa tam thất các bạn, 800.000 một cân, 400.000 nửa cân ấy. Thật sự là đông các bạn, mình không biết là dùng những từ nào, ngữ nào để diễn tả cho mọi người xem. Chợ phiên cực đông luôn các bạn. Đấy, khu vực này là mình thấy là người ta bán rất là nhiều. Và bán cả sâm cau này. Đây là sâm cau đỏ nhé cả nhà nhé. Đấy. Ví dụ như là đây là bó sâm cau cũng khá là to. Và thường thường là mình hỏi là người ta bán 100. Và có một số người thì bán 120, 130. Nó tùy vào loại to loại nhỏ các bạn. Còn loại nhỏ nhỏ như này thì bán chỉ có mấy chục thôi, 80.000 một cân thôi, chẳng hạn như vậy. Đấy, khu vực đầu cổng mình thấy là người ta bán chủ yếu là sâm đương quy này, tam thất này. Và có một số có cả củ ấu nữa. Đây ví dụ củ ấu này các bạn này. Cái này là củ ấu nhỏ này. Đấy. À củ gấu tàu ạ. Ấu tàu. Đấy. Mình gọi là ấu tàu. À đây có cả chai cào cào, sao nhìn thấy lạ thế nhỉ các bạn nhỉ. Đấy. Đây các bạn này. Đấy, chỉ có chai cào cào này, chai châu chấu gì nhỉ. Cái này bắt ở ruộng đấy ạ. Cái này có ăn được không ạ? À bắt về ăn à. Cái loại ăn được là nó riêng nhá các bạn nhá, không phải loài nào ăn được đâu. Nhưng mà cái này này à, thế à, này. Ôi chị có nhiều chai lắm các bạn. Đây này. Đây này. Đấy. À, chị bảo cái này ăn được. Mình thì chưa ăn bao giờ các bạn. Mình thấy là lạ lạ. Nhưng mà mình thấy hay mình quay. Chị phải để đây like để. À, mình sẽ sắp xếp cho chị cho đẹp các bạn. Đây. Mình sẽ sắp xếp cho chị để này cho nó nhìn nó mắt. Cho khách họ nhìn thấy các bạn. Chứ để dưới này họ không nhìn thấy. À. Đấy các bạn thấy không? Những chai không biết là gọi là châu chấu hay là cào cào. Mình cứ gọi là cào cào đi các bạn, bởi vì hay quen gọi như thế rồi. Và ngoài ra thì chị có cả một chai cá cờ, cá sật cờ hay là cá tình cờ đấy các bạn. Đấy, cá này ngày xưa là bắt ở ruộng, ở ao rất là nhiều. Cái này nó dễ nuôi các bạn, nó cứ cho ăn cơm là nó nuôi. Nhưng mà chúng ta chịu khó thay nước là nó sẽ sống. Nói chung là loài này rất là dễ nuôi. Mình đang đứng ở chợ phiên các bạn, rất là đông nhá. Mọi người đang đi chợ, đi trải nghiệm, đi khám phá rất là nhiều. Sâm cau này rất là nhiều này cả nhà ơi, cực nhiều luôn. Những cái bó nó chỉ rơi vào tầm 100.000 một bó thôi, rất là nhiều. Đấy. Nhiều thật đấy. Và đây cả sâm đương quy này các bạn này. Sâm đương quy củ rất là to. Ở bên này thì mình thấy là người ta bán cả ba kích các bạn. Người ta bán ba kích rất là nhiều. Đây người ta đang chọn lọc ba kích các bạn. Đấy.
Đây thì đang họ đang phân loại ra, đây là ba kích trắng này, còn đây là ba kích tím này. Đấy. Ôi chợ đông lắm các bạn ạ, cực đông luôn. Và mình cũng không biết là giới thiệu cho các bạn là những cái sản phẩm gì, đặc điểm gì ở trên Tây Bắc cho các bạn biết được, vì nó quá nhiều các bạn. Mình có khi là mình bị loạn mất rồi các bạn. Đấy, bác bán xôi, đang bán xôi cho khách này. Đấy, đây này, xôi màu như các bạn nhé. 10.000 bát ạ. Cứ 10.000 một bát cô ạ. Nói chung là 10.000 ăn đủ no mà, thoải mái. Trong đó có cả vừng nữa. Đấy, rắc cho vừng vào nữa. Quên. À, rồi ok các bạn nhé, mình vừa đấy ở khu vực Thảo Dược. Ở đây thì là mình thấy là người ta bán cả ốc này các bạn này. Ốc là người ta bắt ở ruộng ấy. Đây là bắt ở ruộng như con ốc. Nhìn rất là ngon, béo. Đấy các bạn thấy chưa, ốc này. Ốc này thì là các bạn thể nấu chuối hoặc là xào, ăn rất là ngon. Và đây thì ở trên vùng cao thì không thể thiếu được ớt. Đấy, ớt xay rồi ớt xanh ngâm. Nói chung là đây là một số gia vị ở Tây Bắc các bạn. Đấy, rất là nhiều nha các bạn nhé. Mình đấy các bạn biết gì không? Đấy, đây là hoa hồi này, đấy, hoa hồi này. Còn bên này là thảo quả này, đấy thảo quả lên cả nhà nhé. Đây là chẩm chéo. Còn ngoài ra thì bác còn bán cả bột nghệ vàng cơ. Đấy, bột nghệ vàng đằng kia kìa. Đấy. Nói chung là rất là nhiều và chợ hôm nay thì khá là đông. Mình thì rất là muốn giới thiệu từng loại và chi tiết cụ thể hơn nữa gửi tới quý vị và các bạn. Mình sẽ cố gắng các bạn. Khu vực Tam Thất các bạn, khu vực người ta đang mua Tam Thất rất là nhiều. Đấy. Mình cũng giới thiệu cho các bạn rất là nhiều rồi, còn riêng về công dụng ấy thì chắc chắn là các bạn không phải suy nghĩ đắn đo gì về Tam Thất nữa. Vì Tam Thất nó có rất là nhiều công dụng, lành vết thương rồi bồi bổ sức khỏe. Nói chung là có rất là nhiều công dụng các bạn. Đấy, mình sẽ sang lối này một tí nha các bạn nhé. Chợ rất là đông, cực kỳ là đông luôn các bạn. Đấy. Đây là người ta bán những củ kiệu này. Đấy, củ kiệu nha các bạn nhé. Nó giống như kiểu củ hành ấy, nhưng mà nó thường thường là nó trắng hơn. Đấy. Còn đây là chè dây. Đấy, kiệu này. Đấy, bên này bên này, khu vực này người ta bán nhiều sâm cau thật đấy các bạn. Sâm cau để ngâm rượu này. Đấy, các bác mua thì các bạn phải phải chốt chuẩn vào. Bởi vì là một số các bác bảo mua xong xong nhiều khi này thay đổi thực đơn nên làm em xoay không kịp. Đây này, cái bộ bó này củ to chưa các bạn ơi? Bó này là đẹp nhất này các bạn này. Đấy. Củ bó, củ dễ sâm cau rất là to. Cái này chắc phải trên 100 nhỉ các bác nhỉ? 100 mấy ạ? 140 đấy. Vì thường thường là người ta lọc ra những cái dễ to này thì nó đắt và nhưng mà ngâm rượu nhìn nó rất là đẹp các bạn. Đây này, có 3 bó rất là to nhá. Các bạn đặt hàng thì các bạn phải chốt đơn chuẩn vào. Ví dụ các bác sâm cau là sâm cau, chứ các bác thay đổi liên tục là em rất là khó lấy. Bởi vì là một tuần nó chỉ có một phiên thôi, nên em đi chọn nó rất là khó. Đây là rau ngót rừng. Cái này để xào cũng rất là ngon này các bạn này. Làm lộn hoặc là xào cũng được, luộc cũng được. Nói chung là xào là ngon nhất các bạn. Hình như là bà này cũng mua cây giống về trồng. Cái này về trồng hả chị? Cái con này chỉ trồng thôi chứ. Đấy, trồng, cái đấy trồng được mà. Nhưng mà quan trọng là mình ở đâu, nó có hợp khí hậu hay không ấy, chẳng hạn như vậy. Ok các bạn nhá, đây là những cây giống các bạn. Đây là những cây giống. Cây này là cây giống sâm đương quy nhá. Một bó này nó cũng rẻ thôi, có 10.000 thôi mà rất là nhiều cây giống. Chị này đang mua này, mua về trồng.
trồng như ăn như kiểu rau ấy, xào và cho vào nồi lẩu được. Đúng rồi, đúng rồi. Đấy, chị làm bó làm nhiều nhiều vào, cứ 10.000 một bó. Đây là ai? Cứ 10.000 một bó nhé cả nhà nhé. Nói chung là càng cây nhỏ càng tốt mà, không cần cây to đâu, cứ cây nhỏ cũng được. Nó hơn nhau một mấy ngày thôi. Ấy, chị ấy đang mua cây giống về trồng. Đây là giống sâm đương quy nhé cả nhà nhé. Rồi ok các bạn, mình sẽ đi chia sẻ một số hình ảnh tiếp tục ở trên chợ phiên. Ấy, đây là bột nghệ vàng. Hoa quả này. Ôi quả này to thế nhỉ các bạn nhỉ. Đây là quả mận Bắc Hà rất là to nhé và rất là tươi. Người ta hình như là mới bắt buổi sáng người ta mang đi chợ. Và những quả này nó rơi vào tầm 30-40.000 một cân nhé các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp, rất là ngon, trong có lõi màu đỏ. Đây là những hình ảnh mà các bà, các chị, các cô đang bán, người Mông đang bán hàng cho khách các bạn. Thì là các bạn xem video thì là các bạn nhớ cho mình xin một đăng ký kênh, một chia sẻ nhé các bạn nhé. Đặc biệt là đăng ký kênh để theo dõi thường xuyên hơn ở trên kênh Hải và Thắng. Bây giờ thì Hải sẽ dẫn ra mọi người ra khu vực hàng rau một tí, hàng hoa quả một tí, xem ở trên này hàng hoa quả nó nhiều như thế nào. Nói chung là nhiều lắm các bạn, mình không biết là dùng từ ngữ nào để giới thiệu cho mọi người được. Nói chung là nó như kiểu là một cái chợ đầu mối rất là nhiều. Và chúng ta có thể vừa lấy cất vừa lấy buôn được hết các bạn. Đấy, khu vực này càng đông. Chúng ta sẽ sang tận khu vực bên kia nhé các bạn nhé. Để xem trong đấy là người ta bán những cái gì. Đấy. Ở đây là những cái bó bồng khoai các bạn. Đây này. Bồng. Cái này ăn thì ngon nhưng mà lười tướng lắm cô nhỉ. Cháu thì cháu lười tướng lắm. Và cái này nấu canh ngon mà. Canh rau đay. Rau mùng tơi. Canh không thôi. Canh không à? Bao tiền bó ba? 5.000. 5.000 à? Đấy. Bác người Mông người đang bán này. Đấy. Hình như là mình đi nhiều, mình quên giới thiệu cho các bạn là một số sản phẩm ở trên Tây Bắc nữa. Đó là những cái lấm. Lấm. Đây, những cái lấm này các bạn này. Đấy. Đây là những cái cây lấm này. Cái này người ta xuyên thành xiên này nhé các bạn nhé. Mình không biết là bao nhiêu tiền một xiên cơ. Cái này của chị à? Bao tiền xiên này à? 80.000. Đấy chị. Ô sao đợt này bán cái này à? Phải đợt trước là bán cái đồ này không nhỉ? À không à. 80.000 một xiên à? À. Cái này gọi là lấm gì chị? Lấm hương rừng các bạn nhé. Đấy. 80.000 một xiên này. À. Lấm hương rừng. Đấy, chị bán cả thịt trâu sấy này các bạn này. Chắc là 500 nhỉ? 500.000 một cân đúng không? Đây. Đấy. Chị người Tây à hay người Lùng? Người Lùng mà. Lái chim à? Đoán là người Lùng rồi nhưng mà hỏi để cho biết thôi. Đấy. Đấy, một chị gái không biết gọi nên gọi bằng chị hay là gọi bằng bạn, bởi vì là mình đoán là chắc là phải tầm tuổi. Để tí mình hỏi xem chị khoảng bao nhiêu tuổi nhé các bạn nhé. Bởi vì là mình cũng khá là lớn tuổi rồi, trông này thôi mình cũng khá là lớn tuổi rồi. Để tí mình hỏi xem là chị cứ gọi tạm thời chị bao sinh năm bao nhiêu. Bởi vì là bây giờ là chị đang có khách. Chị người Lùng các bạn cũng khá là xinh gái. Đấy. Chắc là cái này cũng là mận nhà mình thôi đúng không? Quả to nhỉ. Đây này quả to lắm các bạn. Quả. Nhưng mà quả to thì nó đắt một tí, ăn cũng ngon hơn. Bởi vì là quả nhỏ thì nó lại rẻ tiền nhưng mà nó ăn không được ngon lắm. Hỏi nhỏ một câu được không? Chị sinh năm bao nhiêu? Ồ, 93 thì kém hơn nhiều.
Rồi ok, cảm ơn nhá. Đấy, các bạn nào mua thì có thể ủng hộ qua cho bạn ấy. Đây. Rồi ok các bạn, bây giờ thì mình sẽ đi chia sẻ một số hình ảnh khác ở trên chợ phiên để gửi tới quý vị và các bạn. Đấy, những hình ảnh rất là quen thuộc, không biết là đối với các bạn như thế nào, nhưng mà đối với mình đây là những hình ảnh rất là quen thuộc ở trên chợ phiên. Tại sao lại nói như thế? Tại vì là mình đi chợ phiên rất là nhiều, và hầu như là ở trên đi Cán Cấu, rồi Lùng Phình, rồi Bản Niền, rồi Simacai mình đi tất, nên mình thấy những hình ảnh trên này thì rất là quen thuộc. Và nó đơn thuần chỉ là quen thuộc thôi các bạn. Ở đây thì mình thấy là một bác đang bán là có hai con rúi các bạn. Đấy. Có một con to, con nhỏ. Con này bao tiền bác? Con này 300. Con này? Con 300. Hai con 400 đúng không? Đổ đồng là hai con là 400. 500 á? 500. Cái này hai con to, chắc là không phải cùng đàn nhưng mà mang về nuôi cũng được. Bác bán 500 hai con này các bạn. Chắc con này 300, con này 200. Đấy. Đây con rúi nhá các bạn nhá, con rúi. Nó hay ăn những cái gốc tre rồi gốc lứa ấy. Khu vực bán vải các bạn. Ôi giời, bác có con nó yêu rồi. Bữa nó con này yêu quá. Ở đây cũng có một số khu vực người ta bán các dược liệu ở trên rừng các bạn. Đây, mấy bé ngồi đây. Cà tím, cà tím. Rồi ok các bạn nhé, có lẽ là video của mình cũng quay khá là nhiều rồi và chia sẻ cho mọi người cũng hầu như là toàn bộ rồi. Nó chưa hết hẳn 100%, nhưng mà qua những hình ảnh chia sẻ ở trên chợ phiên thì hy vọng các bạn cũng nắm bắt được một điều gì đó. Và khi nào mà có dịp lên trên vùng cao chơi thì các bạn cũng có thể là tham khảo thêm, hoặc là các bạn hiểu thêm về vùng cao ở trên vùng cao qua kênh Hải Bảo Thắng như thế nào. Và cảm ơn Hải Bảo Thắng một lần nữa, cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều đã xem và đăng ký kênh ủng hộ, và hy vọng các bạn đã ủng hộ thường xuyên hơn để cho kênh ngày càng phát triển. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều nhé, và xin tạm biệt các bạn, hẹn các bạn vào video sau.